Giá mỗi một suất bún ở đây, tức là một một suất ăn 35.000 mọi người nhé. Mình cảm thấy là ăn được, giá cả phải chăng. Nhà hàng thì thoáng mát rộng rãi, phong cách phục vụ thì nhiệt tình, vui vẻ niềm nở. Với giá 35.000 một bát này thì mình thấy là cũng ok, rất là ăn rất là tốt ăn. Đây là A Bình. A Bình năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay á? Năm nay 40 năm tuổi rồi. Bây giờ còn trẻ lắm nha. 45 tuổi nhá. Có gia đình chưa? Có gia đình, có chồng, có con chưa? Có. Sang đây thì lúc nào, bao nhiêu lâu để về một lần? Bao nhiêu lâu á? Làm khổ chéo 3 tháng mà. 3 tháng này. 3 tháng đúng rồi. Xong rồi lại quay sang. Đông Hưng của nhà. Về Đông Hưng một lần đi. Về Đông Hưng đóng dấu xong rồi lại quay sang. Mời bài lấy cái này. Tức là 3 tháng này về Đông Hưng đóng dấu. Về Đông Hưng đúng rồi. Khai khẩu chéo ấy. Khai khẩu chéo lại về một lần. Tỉnh Chiết Giang à? Tỉnh Chiết Giang quê. Giới thiệu mọi người, đây là em A Bình nhé, người ở Chiết Giang, Trung Quốc. Sang đây nấu ăn siêu đầu bếp ở bên cái khu vực này. Đấy. Năm nay em 45 tuổi. Một cô gái người Trung Quốc rất là nhiều nghị lực và can đảm. Cứ làm hộ chiếu du lịch khoảng 3 tháng xong lại quay về Đông Hưng đóng dấu lại, quay trở lại làm việc. Mặc dù tình hình kinh tế rất khó khăn nhưng mà em vẫn nhiệt tình, em sang Việt Nam em làm. À gần thì pha trả gì đấy. Thế là cho người ta. Đúng rồi, thế đấy. À bên chỗ mấy cái này rồi? Em không biết, gió về rồi. Nhiều rồi phải không? Cứ cho một nửa bình nước được mà. Kênh của anh toàn review về con gái Trung Quốc à? Ủa anh chà? Bạn ở bên Trung Quốc thì bây giờ? Rồi, quay. Được rồi, xin chào mọi người nhé. Bây giờ mình mời mọi người ăn bún cá Hương Cảng nhé. Hương Cảng nghe tên như kiểu Hồng Kông. Thêm tí rau sống này, tí rau sống này. Thế mọi người có thể dùng thêm tương ớt cũng được. Đâu thử vị nước dùng như thế nào. Được. Được. Em thử cái
cái cá. Cái cá thì em nhìn nè. Thơm ngon. Ngon. Chả cá mọi người nhé. Ăn kèm với củ cải muối. Giòn ngọt. Được mọi người ạ. Đây là một suất bún cá bình thường. Cho người khác mình không biết chỗ nào. Có nữa kia em bảo. Ăn đi nhé. Và đây là hai suất bún cá của hai anh em mình đi. Đây có thể thấy là rất hấp dẫn. Đây là mình giới thiệu cho mọi người, đây là vlogger cấp thượng. Xin chào mọi người nhé. Có một cái kênh cũng rất là lớn và nó đang lên xu hướng. Thế hôm nay là hai anh em mình đến đây để review quán bún, nhà hàng quán bún cá cay Hương Cảng, thành phố có mùi thơm nhá. Người nhá. Rồi, xin chào mọi người. Đây mình quay cho anh tí. Mời mọi người ăn bún nhá. Đây đây mày mày. Ruốc. Là món ruốc nha. Mọi người nhá. Ở đây là mình thấy có một cái đuôi của cá trai nấu canh và có hàu này, con hàu đây. Chung là đồ ăn rất là phong phú. Rất nhiều đồ. Đây như kiểu dưa góp. Dưa góp. Chân giò. Giò. Hỏi vào đây. Được. Cá cháp. Đây là món bún cá cay buổi quán buổi sáng, thì trong buổi trưa và buổi tối thì nhà hàng mà có rất nhiều món. Đây những những hộp nước xương ngầm đầu. Thấy có cá cháp này, có bò. Ôi, hấp dẫn chưa này. Có món này thì có thể làm lẩu cũng được, hoặc để xào cũng được luôn này. Và đây mình thấy có ớt chuông và cái cải ngồng Sapa. Ớt chuông này. Quán này bên khu bờ sông Hà Cối ngày xưa nhé mọi người. Đây họ trồng cũng rất nhiều cây cảnh rất đẹp. Để mình quay con sông quê hương của mình cho mọi người xem. Ở phía trước mặt chúng ta là cầu ngầm 2 của Hà Cối này. Đấy, là dọc theo cái con sông này là nó đổ ra biển. Con sông quê hương. Ngày xưa bọn mình vẫn hay đi biển, đi qua những cái con sông này để đi biển.
Trước mặt chúng ta là cái khách sạn Hương Cảng và nhà hàng Hương Cảng ở cái khu vực bờ sông này, địa thế cũng rất là đẹp. Đây họ có cây chay rất là to, cổ thụ rất là đẹp, họ trồng ở trong cái chậu này. Cây chay cổ thụ. Vâng, hôm nào lại phải sang xem bên nhà bác là có cái gì anh mới lạ tí không? Đây là đưa bạn gái đi ăn sáng này. Vợ chứ còn bạn gái gì nữa. Mọi người gần với nhau đã lại mở xa tí. Mở xa này cho nó tự do một tí, không có một cái khoảng tự do. Tự nhiên thì... Đúng không? Nhưng mà gần cận quá, nó có cái áp lực. Bố mẹ em đang đi đón con đây, sắp đến sân bay rồi. Ôi trời, con về nhà đông rồi. Bố mẹ quay về đi. Đây có bình rượu rất là to, chùm rượu. Tóm lại là bát bún cá này cũng cảm thấy chất lượng là được. Ăn kèm với rau trống cũng được. Chua chua. Đây là một cái quán bún cá ở cái khu thị trấn mình đang sống. Bây giờ mình thử tiếp cái cá viên. Dạ dày nó cũng giòn quá. Cá cũng dạ dày nha mọi người. Giòn lắm mọi người ạ. Dạ vâng. Thì cái miếng cá nó cũng vừa phải, nó cũng không vâng vâng, không teo tóp quá, nó vẫn đậm vẫn giòn. Miếng cá cứng chắc, thịt nhai ngon. Đây mình thử miếng cá. Đây nó gọi cái quán Hương Cảng. Cái cá nó giòn ạ. Gần bờ sông Hạ Cối. Bạn rất là vừa phải. Đây còn có rau sống rồi. Giòn quá, cái món cá rất giòn.
Bánh rau sống thì cũng ngon. Bánh rau sống nhỉ. Dừng video tại đây. Hẹn mọi người, mình sẽ hẹn mọi người gặp lại ở các video sau. Mọi người hãy đồng hành cùng với kênh ẩm thực Tất Tần Tật, có những trải nghiệm những các món ăn mới. Xin chào mọi người. Đây là món bún sẽ gồm có nhất là giả cá này, thứ hai là chả cá thái lát này, rồi là cá này. Rất là đẹp mắt. Đầu tiên là cho bún và cho cần vào. Thì là rất là hấp dẫn mọi người. Có nghi ngút này, bốc này. Thơm thơm. Rất là thơm. Siêu đầu bếp. Công nghệ luộc dạ dày. Chỗ này là công đoạn chế biến dạ dày cá nha mọi người. Màu rất là bắt mắt, rất là hấp dẫn này. Phương thức để trần dạ cá này. Cá này ăn giòn lắm. Vâng. Nó giòn luôn. Vâng. Cái dạ cá là mình cho đây mình. Vâng, để cho vào đây anh ạ. Để nấu hình nhẹ nhẹ. Dẫn nhỉ. Tình trái càng như vậy đó. Đông xà lách này. Rau thơm. Rau tía tô không? Rau quế. Này rau này là rau... tía tô. Tía tô mà chuối. Giới. Giới. Đau chuối. Dạ lách. Dạ vâng. Để mắm ớt tỏi chấm rau sống. Đây là rau ăn kèm với bún, có hoa chuối, có rau diếp. Hình như thế không? Hình như thế. Đấy, em có nhận được. Hình như vậy.
Em làm đây lâu chưa? Đây là củ cải muối. Cải muối ăn rất là chua chua, nhô nhốt đấy. Ngọt ngọt, sần sần. Đây là cũng là một cái món đặc biệt của nhà hàng. Đi ăn nhà ăn nhiều quán bún cá cũng chưa thấy có cái món củ cải muối. Rồi, à. Ông à. Và ông đăng ký kênh cho tôi chưa? Đây là cái khu vực nấu nước dùng với lại bún này. Ừ, bún. Đây cái nồi này, nồi gì? Này này em đang nấu để luộc dạ cá. À, luộc dạ cá. Đây bún nha, sợi bún rất to và thô. Bún này bằng gạo quê khá là thơm ngon nhé. Cần. Nồi gia vị này luộc dạ cá. Đây là nồi nước dùng. Đây là tỏi này, các loại gia vị tỏi, lạc, ăn tiếp canh à, ớt nè, ớt cay á, ớt theo kiểu Thái Lan này. Đây là cá rô lọc thịt đã chao sẵn này. Xin chào tất cả mọi người nhé. Nay mình đi ăn sáng ở trong thị trấn của mình. Mình đến một cái quán nhà hàng Hương Cảng này. Dê Quảng Đông lẩu sữa ẩm thực Trung Hoa. Tầm này là tầm 6 giờ sáng rồi, cũng chưa có mọi người đến ăn sáng. Bên cạnh đây là cái nhà nghỉ của họ này, cũng là nhà nghỉ Hương Cảng Hotel. Đây có cái view quay ra bờ sông cũng rất là đẹp. Đây có kề bỏng rất là sai quả. Bên cạnh bên khách sạn này là nhà hàng ẩm thực Trung Hoa Hương Cảng, thành phố có mùi thơm, nghe như kiểu Hồng Kông ấy. Trước là một cái view bờ sông rất là đẹp. Vào thử xem quảng cáo cái món bún cá này mà ngon lắm. Đây có rất nhiều bia Trung Quốc nhé, ly quán bia này. Lâu lắm không uống bia Trung Quốc. Ly quán bia rất là rượu màu đỏ. Đây có chùm rượu rất là to nhé, không biết đã khui chưa. Đây là siêu đầu bếp. Siêu đầu bếp đang hút thuốc lào. Hai siêu đầu bếp Super Chi. Anh cháu này quê ở đâu? Dạ. Anh cháu quê ở đâu? Cháu ở Móng Cái. À đâu? Móng Cái. À Móng Cái. Móng Cái là ở miền Trung. Nên làm lâu chưa? Có nào tới được bốn. Ôi, cái rau à?
Trong cái miếng cá này họ treo vừa đủ mọng nhé, không teo tóc quá. Miếng cá trông rất là thơm ngon. Ê, chỗ này mình nhìn là tổng thể là một vắt bún cực kỳ hấp dẫn cả nhà. Rau sống, dưa, chanh, mắm ớt. Cái rau quê Hoàng Gia. Thế ngoài chỗ ngoài cái món buổi sáng ra thì là buổi trưa mình, em, mình buổi bán trưa nhà em phục vụ lẩu sữa, lẩu dê và tất cả hải sản. Mọi người ăn hải sản mà muốn đặt lẩu hải sản nhà em vẫn phục vụ làm đầy đủ nhiều các món khác. Như cái món dê, các món dê thì làm theo phong cách Trung Hoa. Dê nhà em làm theo phong cách Trung Hoa nhỉ, làm theo lẩu dê khô Quảng Đông. Mấy này các món của Việt Nam ví dụ như tiết canh, tái chanh hay trao tỏi, hấp tiết tô, lướng tảng. Nhà em đảm bảo đồ tươi ngon luôn. Thế bây giờ trong cái dê thì cái món ở nhà mình có cái món tiết canh tiết dê luộc không nhỉ? Dạ có nhỉ, tiết dê luộc, nấu mê lá ngải hoặc nấu xong mình ăn cùng với lại hành tây trộn để pha mắm để mọi người ăn cùng. Theo như mình được biết là cái món dê, cái tiết dê mà luộc thì ăn rất tốt cho sức khỏe đúng không? Vâng ạ, sẽ giảm đau đầu và từ lúc em bán dê là em bị đỡ hẳn luôn, đau đầu luôn anh ạ. Ồ hay nhỉ, vâng, nói rất hay, món ăn này là thành tựu thuốc luôn. Vâng ạ. Rất là hay. Vâng. Đây nhà bây giờ bà chủ quán bán bún, cả bún cá nhà, buổi sáng. Ở ngoài có món bún cá thì lúc nãy là bà chủ quán đã thông tin cho bà, này, bà đầu người này. Rau sống, đầu hành, rau thơm, hàng này. Tiết tô thì là đây còn có cả dưa chua, củ cải ấy nhá, à, củ cải chua à, chua, củ cải muối chua theo kiểu Trung Quốc. Đây là em nhiều món Trung Hoa. Đây là ruột cá. Cái này là dạ cá ba sa nhá, à, dạ cá ba sa. Đây là chả cá này. Còn cái này là chả cá thu. Vâng, một bên là viên là một bên ấy. Chả cá du. Cá rô, cá cái anh ơi, cá thu anh ạ. Cá thu. Chả cá thu. Thế còn cái này là cá gì? Cái này là cá rô phi nhưng mà nhà em là bụng sạch sẽ hết. Trung Hoa mọi người nhá. Đây này là đậm chất của vùng tứ xuyên Trung Quốc. Còn đây là rau, đây là thì rau. Là vâng ạ, đây là thì là tiết tô và hành luôn anh ạ. Chả cá thu anh ạ. Vâng. Chả cá thu thái. Thái chiên. Vâng. Thái và còn chiên. Đây là viên. Vâng. Viên. Viên. Chả viên cũng là chả cá thu luôn anh. Hàng nhà em đặt đảm bảo chất lượng luôn. Cá này là cá rô hả? Vâng ạ. Đây chủ quán đang đeo tạp dề đấy. Quán này người, chào, người biết là người ở đâu rồi? Người Hà Cối anh ạ. Hà luôn. Người gốc Hà Cối hả? Em gốc Thái Bình. À, gốc Thái Bình à? Vâng. Ngoài bún cá nhà hàng này còn rất nhiều các cái món khác. Về dê rồi các cái món đặt cơm khác. Tiết canh dê, tận dê tái chanh, rồi chân giò lú chiết lu chiết giang này, chân gà lu mây này, chân gà ngâm Bắc Kinh này, đặc biệt là canh đàn ông này, bò lạp sạp Quảng Đông này rất là nhiều, chim bồ câu quay Quảng Đông này, lẩu sữa bào ngư, lẩu sữa vân vân, rất là nhiều món. Thế hôm nay mình review cái bún cá cho mọi người xem. Được.
Ơi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.